Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong sách giáo khoa trong lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài ôn tập về phân số trang 166. Bài số 1 khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 2/5 là phân số chỉ phần đã tô màu trong hình nào? Rồi, như vậy chúng ta xem cái hình này này. 1 2 3 4 5. Như vậy là mẫu là 5 này. Mẫu là 5. Và tô 1, một ô là 1/5. Câu này là bao nhiêu đây? 1 1 2 3 4 5. Đây là 5 này, mẫu là 5 này. Tử là bao nhiêu? 1 2 3. 3/5. Câu này là bao nhiêu đây? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đây là 10 này. Nè, dưới mẫu là 10, câu này là 1 2 3 4. 4/10. 4/10 chúng ta sẽ rút gọn cho 2, à, cho 2. Trên tử chia 2 là còn 2, dưới mẫu là chia 2 là còn 5. Rồi bài này là gì? 1 2 3 4 5 6. 6. Tô 2. Nè, vậy là bằng 1/3, cái này là 1/3. Bằng 1/3. À. Như vậy đây, cái này, cái hình số 3, 2/5. Hình số 3 đây. Câu C. Bài số 2. Viết tiếp phân số thích hợp vào chỗ chấm. 0, 1/10, 2/10. Này là 3/10. Này 4/10. 5/10. 6/10. 7/10 này, 8/10. 9/10. Này 1. Nè. Bài số 3. Rút gọn các phân số sau. Là 12 phần 18 bằng. Như vậy chúng ta thấy 12 về dấu hiệu chia hết cho 2 nữa, cho 2 thì chúng ta rút gọn được cho 2, trên chia 2 là còn lại. Nhưng mà chúng ta có thể là đây nè. 1 ta cộng cho 2 là bằng 3, như vậy chúng ta chia 3 được. 1 cộng cho 8 là bằng 9, như vậy chúng ta sẽ chia cho 3 được không? Giờ ta chia 2 cũng được, rồi sau đó ta chia tiếp. Còn không chúng ta sẽ chia cho 3. Nhưng mà ở đây chúng ta là thấy chia cho 6 được. Chia cho 6 được. Chia 6 được là 12 ta chia 6. Như vậy 12 này. Ta chia cho 6. Ở dưới 18 ta chia cho 6, như vậy là bằng ở trên cộng 2, ở dưới là cộng 3. Yeah. Rồi. Cái này chúng ta không nhất thiết mà chúng ta sẽ chia cho nó đúng con số này luôn. Chúng ta có thể là chúng ta sẽ chia cho 2. Mà nếu chia 2 nó chưa tối giản thì chúng ta lại rút gọn tiếp. Nè. 4/40. 4/40 thì chúng ta có chia được cho 4. Ở trên ta chia 4 là được 1, dưới thì chia 4 là được 10. Được không? Rồi. 18, 24. 18 và 24. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho em một cái cách rút gọn bằng máy tính. Đây. Là 18/24 đúng không? Chúng ta sẽ bấm này. Số 1. Đây cái máy tính thầy sẽ đặt khởi động rồi nè. Được chưa? Khởi động là nó không có số gì hết đâu, số 0 đúng không? Chúng ta bấm là 18. Phần, cái dấu phần đây. Đó, dấu phần này, A, B, C, C này. Rồi 18/24. Chúng ta bấm 24. Được. Rồi chúng ta bấm dấu bằng. Ra 3/4. Được. Ra 3/4. Như vậy là bằng 3/4 thì có nghĩa là 18 ta chia máy được 3. Được. Ta chia cho 6. Trên chia 6 và dưới chia 6. Được. Đấy. Rồi tiếp tục. Bài 20 trên 35.
Bài này thì chúng ta sẽ dấu hiệu chia hết cho 5, được, dấu hiệu chia hết cho 5. Rồi trên chia 5. À, thì chia 5 thì trên là còn 4. Dưới chia 5 được 7, được không? Tiếp tục chúng ta sẽ bài 6, 10, 12. Như vậy chúng ta sẽ lấy 60, chúng ta sẽ chia cho 12 thì sẽ ra được 5. Đó. Ta chia có nghĩa là 60 này, ta chia cho 12 này. Tử chia 12 thì Mão cũng chia 12 này. Như vậy ở dưới là còn 1, ở trên là 5. 1 phần 5. Anh 5 phần 1 như vậy là bằng 5. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bài số 4. Quy đồng Mão các phân số. Rồi. Cái bài này chúng ta làm ở đây luôn. Như vậy cái này là chúng ta quy đồng lên à, quy đồng lên nó thành là 2 nhân 7 là 14 à. Rồi cái này là 7 nhân 5 là bằng 35. Và cái này là 5 nhân 5, 5 nhân 3 là 15. Ở dưới là 35. Phân số này là quy đồng ở đấy, được chưa? Rồi cái phân số này chúng ta giữ nguyên. Giữ nguyên có 45, chúng ta thấy là 15 này. 15 lên nhân 3 là được 45. Nè. Như vậy con này phân số này chúng ta giữ nguyên, còn phân số này chúng ta sẽ nhân cho 3. Vậy là nhân 3 thì ở đây nhân 3, tử nhân 3 thì Mão cũng nhân 3. 3 nhân 4 là 12. Nè. Ở dưới là nhân 3, nhân 3 là bằng 45. Và 6 phần 45 này chúng ta ghi lại. 6 phần 45 này chúng ta ghi lại thôi, được không? Rồi có phân số này thì chúng ta sẽ quy đồng phân số này, chúng ta sẽ nhân lần lượt là cho 5 và cho 3. Nào. Vậy cái đây này. Trước tiên chúng ta sẽ lấy là 1 này. Ta tử à. Mão nhân bao nhiêu tử cũng nhân bấy nhiêu. Ta nhân cho phân số này là nhân 5 này. Nhân cho 3 này. Nào. Rồi dưới Mão là 2 này. Ta cũng nhân cho 5 nhân 3 bằng bằng bao nhiêu? 15 trên 25 n 10 30. Đó, như vậy cái phân số này chúng ta được quy đồng ra được phân số này. Đấy. Rồi. 1/5. 1/5. Tử chúng ta sẽ nhân cho cái Mão bên này nhân 2 và nhân cái Mão bên này nhân 3. Dưới Mão chúng ta cũng vậy. Bằng 6 5 2 10, 10 nhân 3 là 30. À, như vậy cái phân số này. Phân số này này. Nó quy đồng được phân số này. Rồi phân số cuối cùng là 1/3. 1/3 chúng ta sẽ nhân cho cái Mão này, nhân cho Mão này, và ở dưới chúng ta cũng tương tự vậy, bằng 10/36/30. Rồi như vậy cái phân số này chúng ta quy đồng được cái phân số này. Rồi. Bài số 5. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần. Như vậy chúng ta sẽ nhận thấy này, chúng ta thấy không, chúng ta không cần quy đồng nha. Chúng ta nhận thấy này, đây là chúng ta sẽ có hai cái phân số mà cái tử nó nhỏ hơn cái Mão. Bên này chúng ta sẽ có hai cái phân số mà cái tử nó lớn hơn cái Mão. Như vậy hai cái phân số này nó sẽ lớn hơn một, hai phân số này nó sẽ bé hơn một. Đó. Như vậy tử lớn hơn Mão thì phân số này nó sẽ lớn hơn một, như vậy là hai cái phân số này lớn hơn phân số này, được không? Như vậy chúng ta sẽ chia thành ở hai nhóm. Nhóm này là nhóm nhỏ, đây cái nhóm này là nhóm nhỏ, còn nhóm này là nhóm lớn. Đó. Như vậy là hai con này là cạnh tranh nhau.
Như vậy hai phân số này là cùng tử, cùng tử. Như vậy là cái mẫu nào mà lớn hơn thì phân số đó nhỏ hơn. Như vậy phân số này là phân số nhỏ nhất, tại vì cái mẫu lớn hơn cái mẫu này này. Và trước tiên là 1/6, rồi như là 1/3, hai cái cạnh tranh nhau. Rồi tiếp tục hai cái này, hai cái này nó lại cùng mẫu thì phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Như vậy là phân số này nhỏ hơn phân số này, như là 3/2, và cuối cùng là 5, 5/2. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.